Và kính thưa quý vị, sau đây là phần tin Hoa Kỳ. Cựu Tổng thống Trump đưa ra ý tưởng nhiệm kỳ thứ ba. Cựu Tổng thống Trump đưa ra ý tưởng về nhiệm kỳ thứ ba nếu ông tá đất cử vào tháng 11. Mọi người biết đó, Franklin Roosevelt 16 năm, gần như 16 năm, ông ấy có 4 nhiệm kỳ. Tôi không biết chúng ta sẽ cân nhắc 3 nhiệm kỳ hay 2 nhiệm kỳ. Trump châm biếm tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường quốc gia NRA trước đám đông những người ủng hộ quyền mang súng. Ba, một số người trong đám đông la lớn đáp lại. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump nhắc đến việc mở rộng nhiệm kỳ ở Tòa Bạch Ốc. Ý tưởng này được ông ta đưa ra khi vận động tranh cử năm 2020. Ý kiến mới nhất của cựu tổng thống đưa thêm động lực cho chiến dịch của ông Biden, lâu nay vẫn nắm lấy những bình luận như vậy, cho rằng Trump là mối đe dọa đối với nền dân chủ và các chuẩn mực thể chế. Trong bài phát biểu trước hàng ngàn người ủng hộ quyền sử dụng súng ở Dallas vào cuối tuần, ông Trump nói về súng ống và tu chính án thứ hai, nhưng cũng nhắc đến vấn đề nhập cư, chính sách đối ngoại, kinh tế và phá thai. Cựu tổng thống có lúc chỉ trích Robert Kennedy Jr đảng cánh tả cấp tiến và tiếp tục công kích ông Biden và CNN về các cuộc tranh luận tổng thống. Một cựu nhân viên của Sở thuế IRS và anh trai của người này gian lận hơn 3 triệu Mỹ kim từ quỹ cứu trợ Covid-19. Một cựu nhân viên của cơ quan thuế IRS có tên là Frank Mosley, 58 tuổi, cư ngụ tại thành phố Oakland, miền Bắc California, và anh trai của ông là Regino Mosley, 60 tuổi, ở thành phố Sacramento, đã bị kết án từ 12 cho tới 30 tháng tù giam vì đã nhận hơn 3 triệu Mỹ Kim tiền gian lận từ Quỹ Cứu Trợ COVID-19. Biện lý quận của Hoa Kỳ là ông Ismail J. Ramsey cho biết như sau, hai anh em nhà này đã kiếm được tiền bằng cách nộp đơn xin vay giả mạo và họ kê khai những con số giả dưới tên của công ty của họ hoặc là sử dụng tên của một công ty hoàn toàn không phải là của họ. Là một phần trong kế hoạch của hai người nói trên thì có bốn bị cáo khác có tên là Marcus Gilbert, 50 tuổi ở Elk Road, Aaron Borden, 56 tuổi ở Roseville, Scott Conway, 52 tuổi ở Rocklin và Kenya Ellis, 55 tuổi ở Los Angeles cũng đã bị buộc tội đã giúp cho anh em nhà Mosley bằng cách sử dụng tên của công ty của họ để ghi danh các khoản vay nợ. Trong đó, anh em nhà Mosley nhận được 15% số tiền của bất kỳ khoản trợ giúp tài chính nào mà những kẻ chủ mưu nhận được. Biện lý Ramsey cho biết như sau, ở đỉnh điểm của đại dịch Covid-19, Toàn thế giới đang bị tàn phá và các công ty cũng như các gia đình Hoa Kỳ bị tờ vỡ nợ, thế nhưng những bị cáo này đã lừa đảo để lấy hàng triệu đô la tiền viện trợ nhằm giúp đỡ những người đang rất cần và sử dụng số tiền đó để làm giàu cho bản thân của họ. Theo thỏa thuận bào chữa của bị cáo thì Frank Mosley là nhân viên thực thi thuế của Oakland và là cựu nhân viên thu thuế của IRS người đã âm mưu cùng với những người khác trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2020 tới tháng 9 năm 2021 để nộp đơn xin vay chương trình PPP, tức là chương trình giúp đỡ cho những công ty trong thời kỳ COVID-19 nhằm gian lận và thường được gọi là quỹ cứu trợ khoản vay đại dịch COVID-19. Đến tháng 8 năm 2020, anh em nhà Mosley đã nộp đơn xin vay gian lận thay mặt cho Forward Thought Investor Incorporation là một công ty mà họ kiểm soát bằng cách thổi phòng số lượng nhân viên và chi phí trả lương. Theo thỏa thuận nhận tội, thì anh em nhà Mosley đã kiếm được hơn 1 triệu mấy kim từ quỹ trợ giúp các khoản vay. Tất cả 6 bị cáo nói trên đều nhận tội về một tội đó là âm mưu lừa đảo ngân hàng. Anh em nhà Mosley cả hai đều bị kết án 30 tháng tù giam, cũng nhận về tội trợ giúp và cố vấn khai thuế sai trái. Còn Will bị kết án 18 tháng tù giam. Boren và Conway mỗi người bị kết án 12 tháng một ngày tù vì vai trò của họ trong âm mưu này. Bị cáo thứ sáu là Ellis, dẫn nhận, nhận tội lừa đảo ngân hàng và bị kết án 12 tháng tù giam. Một người đàn ông 41 tuổi được trắng án trong vụ sát hại một thai phụ và bạn trai của cô tại một căn chung cư ở Topeka, Kansas năm 2016. Bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết vô tội trong vụ trọng án sát hại và hiếp dâm chống lại Jane Sanford. Phán quyết lập tức vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cha của người phụ nữ bị giết, Charles Trotter, ông được yêu cầu rời khỏi phòng xử án. Con gái của ông Charles là cô Camera Trotter, 20 tuổi, thiệt mạng trong lúc cầu cứu 911 sau khi bạn trai Dominic Ray, 23 tuổi, bị bắn chết. Các công tố viên cho biết có hai người đàn ông canh chừng Ray rồi nổ súng giết chết Ray tại thời điểm ông tới căn chung cư cùng người anh họ. Cô con gái Camera Trotter lúc đó mới 4 tuổi và nay 12 tuổi, nhận dạng Samford là hung thủ và nhớ lại việc trốn dưới hầm giường sau khi mẹ bị giết. Trong một chứng cứ phê biện hộ cho biết cảnh sát thường thao túng trẻ em để đứa bé đưa ra câu trả lời mà các nhà điều tra cho là bằng chứng kết tội và cảnh sát cho rằng người anh họ Romantis Fulton cũng nhận dạng được danh tính của Samford chỉ nhìn thấy hung thủ thoáng qua. Các công tố viên cho biết cô Trotter đang gần ngày sinh nở, bị cưỡng hiếp và bằng chứng DNA xác định được tinh dịch của Samford, nhưng luật sư của Samford cho biết DNA có thể tồn tại trong cơ thể trong một tuần và cho rằng Samford và Trotter quan hệ đồng thuận trong tuần trước trước khi cô qua đời. Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cũng đề nghị rằng 30 đoạn phim an ninh trên người cảnh sát vô tình bị phá hủy có thể chứa bằng chứng giúp chứng minh nghi can Samford vô tội. Sanford là bị cáo thứ tư được trắng án về tội giết người ở quận Sony từ tháng 3 năm 2023. Một vận động viên chuyển giới trong môn điền kinh bị la ó khi nhận giải vô địch. Aiden Gallagher là vận động viên chuyển giới ở bộ môn điền kinh thuộc tiểu bang Oregon, đã bị la ó khi về đích đầu tiên ở cự ly 200m nữ trong giải thi đấu ở trường học Aiden Gallagher, 16 tuổi, là một học sinh chuyển giới của trường trung học McDaniel, đã về đích đầu tiên ở nội dung 200m nữ, tức là nhanh hơn đối thủ về nhì là 0.2 giây đồng hồ, trong vòng chung kết giải thi đấu điền kinh của bậc trung học phổ thông thuộc tiểu bang Oregon tại sân vận động Eugene vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, nhiều khán giả chứng kiến khoảnh khắc này đã la ó thể hiện sự phản đối khi ban tổ chức xướng tên Aiden Gallagher là nhà vô địch thì nhiều tiếng la ó cũng vang lên trên khán đài. Aiden Gallagher là người sinh ra là phái nam nhưng đã chuyển giới thành phái nữ. Các vụ tranh cãi bùng phát kể từ khi học sinh này thi đấu vòng loại, nơi cô cũng chạy 400m nhanh nhất thế nhưng về nhì ở vòng chung kết cự ly này. Hiệp hội thể thao các trường học tại tiểu bang Oregon cho phép học sinh chuyển giới được hoạt động thể thao và tham gia thi đấu tại các giải. Quy định của hiệp hội thể thao nêu rõ, một khi học sinh chuyển giới đã thông báo về bản dạng giới của mình cho nhà trường thì học sinh đó sẽ luôn được coi là thuộc giới tính đã chọn để tham gia các hoạt động thể thao. Thế nhưng, danh hiệu vô địch 200m nữ của Aiden Ganger vấp phải nhiều kịch tranh cãi dữ dội. Các ý kiến cho biết như sau, các cô gái không cảm thấy hài lòng với điều này, thật đau lòng. Hãy nghe những tiếng la ó mà xem, mọi người đã chịu đủ rồi. Ridley Guinness, 24 tuổi, là một cựu vận động viên bơi lội, nổi tiếng thời đại học, tỏ ra bất bình và gọi Aiden Gallagher là một người đàn ông. Cuộc thi tại tiểu bang Oregon diễn ra chỉ vài tuần sau khi có 5 nữ sinh trung học ở tiểu bang West Virginia bị cấm thi đấu bộ môn điền kinh sau khi những người này từ chối tham gia giải thi đấu có mặt của các vận động viên chuyển giới. Chính sách mới của visa, người dân Mỹ không cần cầm theo nhiều thẻ nữa. Sắp tới thay đổi lớn nhất của người dân Hoa Kỳ sẽ thấy đó là các nhà bank phát hành một thẻ thanh toán vật lý có thể kết nối với nhiều chương mục. Điều này nghĩa là người dùng thẻ tín dụng không cần phải đem theo thẻ rút tiền Bank of America hay thẻ Chase cũng như thẻ tín dụng khác trong bóp tiền. Các vận hành mới có thể giúp người dân Hoa Kỳ đem theo ít thẻ nhà băng hơn và số thẻ gồm có 16 chữ số in trên mỗi thẻ ngày càng không còn phù hợp nữa. Đây sẽ là một trong những thay đổi lớn nhất về chính sách thanh toán từ lúc Hoa Kỳ tung ra thẻ gắn chip vài năm trước. Thẻ gắn chip cũng xuất hiện ngay lúc người dân Hoa Kỳ có nhiều cách để thanh toán cho các giao dịch khác bên cạnh tín dụng hoặc rút tiền. Trong đó có mua ngay mua hàng ở các công ty cho trả góp, thanh toán ngang hàng tức peer to peer, thanh toán trực tiếp với nhà bank hoặc hệ thống thanh toán kỹ thuật số như Apple Pay. Cách dùng này được thị trường châu Á áp dụng từ trước và sẽ ra mắt Hoa Kỳ mùa hè này. Công ty mua trước thanh toán sau Affirm là khách hàng đầu tiên áp dụng cách thanh toán tại Hoa Kỳ. Hãng tín dụng Visa ban hành cách thanh toán mới nhằm ứng phó với tình trạng gian lận thanh toán trực tuyến đang gia tăng khi ngày càng có nhiều quốc gia áp dụng thanh toán kỹ thuật số. Công ty đặt trụ sở tại San Francisco ước tính gian lận thanh toán trực tuyến xảy ra thường xuyên hơn gấp khoảng 7 lần so với thanh toán trực tiếp và hiện có hàng tỷ thẻ tín dụng và thẻ rút tiền bị tội phạm đánh cắp. Một cuộc nghiên cứu về y khoa cho biết như sau, các sản phụ bị nhiễm HIV vẫn có thể nuôi con bằng sữa mẹ. Vào ngày 20 tháng 5 vừa qua, một nhóm các bác sĩ nhi khoa hàng đầu của Hoa Kỳ cho biết rằng những người mẹ bị nhiễm HIV có thể cho con bú bằng sữa mẹ miễn là những bà mẹ này đang sử dụng thuốc có tác dụng ngăn chặn virus gây ra bệnh S một cách hiệu quả. Báo cáo mới của Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ muốn đảo ngược các khuyến nghị đã được đưa ra kể từ khi bắt đầu đại dịch HIV vào những năm 1980. Nữ tiến sĩ Lisa Aboni, chuyên gia về HIV nhi khoa tại Đại học Colorado và là tác giả chính của báo cáo này cho biết như sau: Các loại thuốc được kê đơn thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ lây truyền HIV qua sữa mẹ xuống dưới 1%. Tiến sĩ Lisa cho biết như sau: Các loại thuốc hiện nay rất tốt và có lợi cho các bà mẹ và các em bé. Riêng các bác sĩ cũng cho biết rằng trẻ em nên được bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu tiên vì cuộc nghiên cứu cho thấy việc chuyển đổi giữa sữa mẹ và sữa công thức có thể làm rối loạn hệ thống tiêu hóa của trẻ em. Hiện nay có khoảng 5.000 người tại Hoa Kỳ bị nhiễm HIV sinh con mỗi năm. Còn nữ tiến sĩ Lisa cho biết thêm gần như tất cả những người này đều dùng thuốc để ức chế virus Bên cạnh đó, nữ tiến sĩ Lynn Mofenson là cố vấn của tổ chức S. Nhi Khoa của Elizabeth Grazer cho biết như sau, trước khi các loại thuốc này được phổ biến rộng rãi cách đây khoảng 10 năm, thì có khoảng 30% số trường hợp bị nhiễm HIV lây truyền từ người mẹ sang con xảy ra trong tiến trình cho con bú. Vào đầu những năm 1990, mỗi năm có khoảng 2.000 trường hợp bị nhiễm bệnh xảy ra ở trẻ sơ sinh tại Hoa Kỳ. Nhưng ngày nay, số trường hợp bị nhiễm bệnh chưa tới 30. Cuộc nghiên cứu cũng cho biết rằng việc nuôi con bằng sữa mẹ cung cấp dinh dưỡng lý tưởng cho trẻ sơ sinh và bảo vệ cho các em tránh khỏi bệnh tật và tình trạng như béo phì hoặc là tiểu đường loại 2. Việc cho con bú cũng làm giảm nguy cơ bị mắc bệnh ung thư vú và ung thư buồng trứng, tiểu đường và cao huyết áp cho người mẹ. Tổ chức Y tế Thế giới đã khuyến nghị từ năm 2010 như sau: phụ nữ bị nhiễm HIV ở các quốc gia đang phát triển hãy nên cho con bú bằng sữa mẹ và nên được tiếp cận với liệu pháp kháng virus. Hướng dẫn này đã cân nhắc nguy cơ trẻ sơ sinh bị nhiễm HIV khi bú sữa mẹ và nguy cơ trẻ em tử vong do bị suy dinh dưỡng, tiêu chảy cũng như viêm phổi ở những nơi không có nguồn thay thế an toàn cho sữa mẹ. Công ty Blue Origin lập kỷ lục đưa người cao tuổi nhất bay vào vũ trụ sau một thời gian gián đoạn, công ty dịch vụ du lịch vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos đã nối lại chuyến bay đưa một số nhà thám hiểm lên vũ trụ vào cuối tuần qua trong chuyến bay này cựu phi công của lực lượng không quân Mỹ Ed White ngoài 90 tuổi trở thành người cao tuổi nhất từng bay vào vũ trụ tàu vũ trụ New Shepard NS-25 đã được phóng lên từ căn cứ Launch Site One ở phía tây Texas đây là chuyến bay thứ bảy chở khách vào vũ trụ của Blue Origin đến nay các tàu New Shepard đã đưa 31 người vào vũ trụ Dịch vụ này đã bị gián đoạn từ tháng 8 năm 2022, khi một tàu vũ trụ New Shepard đột ngột phát nổ ngay sau khi cất cánh. Rất may hệ thống cứu nạn đã kịp thời hoạt động, bật động cơ đẩy khẩn cấp để tách khỏi tàu và sau đó hạ cánh an toàn dù không có ai bị thương hay tài sản bị hỏng hóc, nhưng vụ việc đã khiến loại tàu vũ trụ này bị cấm bay trong 2 năm. Tàu New Shepard là hệ thống tên lửa nhỏ có thể tái sử dụng, đóng vai trò như một bước đệm cho những khát vọng khám phá không gian sâu hơn, bao gồm phát triển tên lửa hạng nặng và tàu đổ bộ mặt trăng.